Và bây giờ xin kính mời quý vị chúng ta sẽ ở ngược ra với các loại hình nghệ thuật của đồng bằng Bắc Bộ. Kính thưa quý vị, hát văn còn gọi là chầu văn hay hát bóng là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam. Đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng tứ phụ đạo mẫu và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bằng cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với các lời hát văn trao chuốt nghiêm trang, chầu văn được coi là hình thức ca hát mang ý nghĩa chầu thánh. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe điệu hát văn mang tựa đề Cô Đôi Thượng Ngàn do nghệ sĩ Như Nguyệt cùng tốt múa của câu lạc bộ Chiếu Chèo Phương Nam trình diễn. Oh, my God.
thương.